Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, nữ mạng, năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, giàu như vũ bão. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh tử vi tâm linh hàng đầu Việt Nam, được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, ai trong mỗi chúng ta đều cầu mong có được may mắn và thành công. Nhưng cuộc sống lại luôn đưa ra những thử thách bắt buộc chúng ta phải vượt qua. Không ai thành công mà không trải qua những gian truân vất vả. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu 1997 nữ mạng trong năm 2022 là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Qua việc xem tử vi, quý vị sẽ nắm được cát hung vận hạn trong cuộc sống của mình ở năm mới. Cụ thể hơn, việc xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu 1997 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần thì bạn sẽ biết được qua năm mới 2022 của mình như thế nào, vận hạn ra sao, về công việc và tiền bạc có được thuận lợi, hanh thông hay là không, sẽ có được những lưu ý gì trong cuộc sống. Luận giải tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 nữ mạng vào năm 2022 là năm Nhâm Dần được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát và các thầy chuyên gia hàng đầu về tử vi trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên, đây sẽ là phần luận giải cho tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần, chính xác và đầy đủ nhất. Qua việc xem lá số tử vi, thầy Gia Cát cũng đưa ra những lời khuyên giúp cho gia chủ tuổi Đinh Sửu tránh được những vận hạn và có được những bước đi gặt hái được nhiều tài lộc và may mắn trong cuộc sống. Xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần luận giải chi tiết. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 nữ mạng, khổ tận cam lai, gieo nhân đến ngày thu quả ngọt. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 nữ mạng dự báo, năm nay mọi việc phát triển thuận lợi. Năm 2022 Đinh Sửu không phạm thái tuế, được nhiều các tinh phù hộ, tài lộc mở rộng. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 nữ mạng tổng quan. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 nữ mạng dự báo năm nay mọi việc phát triển thuận lợi. Năm 2022 Đinh Sửu không phạm thái tuế, được nhiều cát tinh phù hộ, tài lộc rộng mở. Sự xuất hiện của cát tinh Bách Việt và Hồng Loan giúp cho sự nghiệp và chuyện tình cảm của bạn tốt hơn, có nhiều tiến triển khả quan. Nhưng đối với sức khỏe thì nên cẩn thận. Sự xuất hiện của bệnh phù khiến cho tuổi Đinh Sửu yếu đi, thường xuyên lao lực quá độ mà mệt mỏi. Vậy nên gia chủ tuổi Đinh Sửu cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để được hóa giải. Kim bài thái tuế là vật phẩm phong thủy hàng đầu để hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài có in hình quan hành khiển thái tuế của năm 2022 là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Mặt sau của kim bài là phù thái tuế. Mang theo kim bài bên mình để tỏ lòng thành kính, nghiêng mình đón thái tuế, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi, tài lộc sự nghiệp được bền vững. Cát tinh. Luận hung tinh cát tinh của tuổi Đinh Sửu năm nay cho hay, bạn có nhiều cát tinh hơn hung tinh, cuộc sống nhìn chung sẽ là may mắn, vận số thuận lợi. Năm nay tuổi Đinh Sửu gặp hai cát tinh lớn là Bách Việt và Hồng Loan. Bách Việt giúp cho chủ nhân có sự nghiệp thuận lợi, có người giúp đỡ trong công việc nên sẽ nhận được nhiều may mắn. Hồng Loan đại diện cho tình cảm nam nữ, muốn kết hôn, cơ hội để kết hôn. Chuyện tình cảm của tuổi Đinh Sửu năm nay thực sự tốt. Cô gái tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều cơ hội để gặp gỡ các đối tượng của mình. Hung tinh, bệnh phù. Đây chính là hung tinh ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con người, thân thể bị tổn thương. Bạn nên tránh làm lụng vất vả, tăng ca, áp lực quá độ, rèn luyện sức khỏe, chế độ sinh hoạt điều độ, chú ý đến tình trạng sức khỏe với các bệnh nguy hiểm. Sự nghiệp, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 nữ mạng có sự nghiệp gặp Bách Việt là một cát tinh mang đến sự lạc quan trong công việc. Đối với giai cấp làm công ăn lương, năm Nhâm Dần sẽ là thời cơ của bạn. Cô gái Đinh Sửu nhận được cơ hội lớn để tăng lương, quý nhân trợ giúp trong công việc, cho nên mọi sự đều dễ thở. Thầy Gia Cát dự báo, năm 2022 tuổi Đinh Sửu nữ mạng đã 25 tuổi. Đây là một năm trọng yếu, cho nên bạn cần phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ tận dụng thời cơ để thăng tiến và phát triển.
tài vận. Tử vi học cho hay, tình hình tài lộc của các quý cô tuổi Đinh Sửu khá tốt, mạch Việt vẫn là các tinh mang lại nhiều may mắn. Tài vận, hanh thông, dù là công việc chính hay phụ đều mang lại nguồn thu đáng kể cho người tuổi Sửu. Đặc biệt, với những cô gái tuổi Đinh Sửu, theo sự nghiệp buôn bán, năm 2022 chính là thời cơ của bạn, vận số không ngừng đi lên, kiếm được nhiều tiền, thỏa mãn bản thân. Tuy rằng có nhiều phúc khí, nhưng bạn cũng không nên phô trương quá đà mà rước họa vào thân, đề phòng tiểu nhân gây hại, ảnh hưởng đến tài vận của chúng ta. Vậy nên quý gia chủ tuổi Đinh Sửu nữ mạng cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng bộ thần chú lục tự đại minh chú và chú bát nhã tâm kinh. Mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho vận trình công việc sự nghiệp được hanh thông thuận lợi, đồng thời khai mở cung tài lộc cho gia chủ tuổi Đinh Sửu. Tình cảm, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 nữ mạng được đánh giá là thuận lợi về chuyện tình cảm bởi vì có sao Hồng Loan xuất hiện. Vận đào hoa của bạn năm nay khá tốt, có thể gặp được nhân duyên trời định, có một tình yêu ngọt ngào. Đặc biệt, nữ mệnh độc thân năm nay sẽ có cơ hội thoát ế rất cao, có thể gặp được người tình trong mộng của mình. Đối với những cô gái đã kết hôn, tình cảm vợ chồng của cả hai cũng dần ổn định, chúng ta trưởng thành và dần dần quan tâm, chăm sóc nhau nhiều hơn. Tình yêu vì thế mà thăng hoa, hạnh phúc, hôn nhân viên mãn. Sức khỏe, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 nữ mạng, có sức khỏe yếu hơn năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là cô gái tuổi Sửu gặp hung tinh chiếu mệnh, thân thể không được tốt, thậm chí nên đề phòng bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm đến tính mạng. Sức khỏe của cô gái Đinh Sửu khá yếu, bệnh cũ có thể tái phát khiến cho bạn không có được trạng thái tốt nhất. Lời khuyên cho các bạn nữ là không nên thức khuya và giảm cân bằng cách nhịn ăn. Chúng ta nên có một thói quen ăn uống sinh hoạt điều độ để nâng cao sức khỏe cũng như là sức đề kháng của bản thân. Một điều nên làm đó là hãy đi khám sức khỏe định kỳ để theo dõi tình trạng cơ thể, tránh đến lúc bệnh nặng rồi mới phát hiện thì lại không tốt. Để tăng cường sức khỏe và nhân duyên cũng như tăng cường tài lộc, quý gia chủ tuổi Đinh Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu để hóa giải. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác theo bộ tam hợp quý thần của gia chủ tuổi Đinh Sửu. Mang theo vòng tay bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, hóa giải thị phi tai ách của năm, đồng thời bài trừ tiểu nhân hãm hại, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, hòa hợp trong gia đạo cũng như trong công việc. Tử vi từng tháng. Tử vi từng tháng tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 nữ mạng, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, vận trình tài lộc của nữ mệnh sinh năm 1997 trong tháng đầu năm nay vẫn tương đối lạc quan. Trong không khí sôi động và đậm chất lễ hội của Tết Nguyên đán, tuổi Đinh Sửu có thể thu hoạch được những điều bất ngờ trong đời. Đặc biệt, kinh doanh của bạn đang rất phát đạt, cô gái Đinh Sửu có thể kiếm bội tiền trong tháng này. Tháng 2, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 nữ mạng, có tài vận phát triển rất mạnh trong tháng 2 năm nay. Nhờ sự xuất hiện của các tinh, tài vận của bạn đặc biệt thịnh vượng trong tháng này, thiên tài và chính tài đều ổn định. Bên cạnh đó, công việc của bạn cũng khá tốt, có nhiều vận may trong tháng 2. Người tuổi Sửu tuy tài vận tốt nhưng cũng không nên quá kiêu căng tự mãn, nhất là trong cuộc sống hàng ngày, không nên tiêu tiền tùy tiện, nếu không rất có thể sẽ khiến cho tài lộc suy yếu. Tháng 3, tử vi tháng 3 dự báo tình trạng sức khỏe của bạn không tốt, hung tinh bệnh phù, ảnh hưởng khiến cho bạn gặp vấn đề về đường tiêu hóa dạ dày. Bạn nên cẩn thận trong việc ăn uống, nhất là các bạn nữ đừng nên cố gắng nhịn ăn giảm cân mà không ăn uống đủ chất, ảnh hưởng đến bản thân. Nên hình thành thói quen ăn uống điều độ và lành mạnh, ăn nhiều rau củ quả tốt cho sức khỏe và tránh ăn quá no để tránh gặp phải những điều xui xẻo. Tháng 4, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 nữ mạng dự báo tháng này có trạng thái không tốt lắm. Ảnh hưởng của tiết thanh minh khiến cho bạn bị hiểu lầm, tâm tình bức bối. Cô gái tuổi Đinh Sửu thức đêm nhiều cũng khiến cho trạng thái tinh thần không tốt, uể oải và không vui. Lời khuyên cho bạn là nên dành thời gian nghỉ ngơi, đừng nên tăng ca làm đêm nhiều, sẽ không tốt cho sức khỏe của mình. Tháng 5, nhân duyên tháng 5 của cô nàng Đinh Sửu khá tốt, bạn gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ tốt, người độc thân có nhiều cơ hội yêu đương. Ngoài ra tình hình kinh doanh của cô nàng cũng khá tốt, vận thế, mua may bán đắt, bạn nhận được nhiều cơ hội để làm giàu trong tháng này. Tháng 6,
Tử vi nữ mệnh sinh năm 1997 dự báo nhân duyên của bạn đang nở rộ vào tháng 6. Sự xuất hiện của Hồng Loan giúp cho cô gái Đinh Sửu tăng sức quyến rũ và mị lực. Bạn có thể được yêu thích nhiều hơn, có thể gặp gỡ và tiến đến một mối quan hệ mới với người ta. Tử vi khuyên bạn, yêu thích thì nên bật đèn xanh cho người ta. Thời điểm tháng 6 rất thích hợp để cô nàng Đinh Sửu nói chuyện yêu đương. Tháng 7. Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997, năm 2022 nữ mạng vào thời điểm này nên đề phòng tiểu nhân phá hoại, hung tinh và tiểu nhân cùng xuất hiện. Mọi sự đều khó thành, thậm chí còn bị cản trở. Tuy nhiên vận số của bạn cũng không hẳn là quá xấu. Đối với người làm việc kinh doanh sản xuất cũng sẽ thu được ít lợi lộc. Trong công việc nên đề phòng đồng nghiệp phá hoại, cạnh tranh gây ảnh hưởng. Tháng 8, sức khỏe của nữ mệnh chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 8 cũng kém hơn các tháng trước do bị sao bệnh phù tấn công nên gặp thêm nhiều vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như bị ảnh hưởng thời tiết nắng nóng và bị sốt hoặc ăn quá nhiều đồ ăn sống hoặc lạnh gây đau bụng. Vì vậy, những người sinh năm 1997 Đinh Sửu nên chú ý hơn đến những vấn đề này để tránh bị các sao hung tinh lợi dụng gây nguy hiểm làm loạn. Tháng 9, tử vi từng tháng tuổi Đinh Sửu năm 2022 dự báo vào tháng 9, tài lộc của bạn có chút giảm sút vì có nhiều tham vọng chi tiêu cho nên bạn khá tùy ý, tiêu tiền hoàn toàn không nghĩ cho nên ảnh hưởng nhiều đến túi tiền của bạn. Tháng 9 này, vì tiêu xài không có kế hoạch mà bạn sẽ đứng trước nguy cơ túng quẫn. Cô gái tuổi Sửu 1997 không nên vì ham muốn mua sắm của mình mà khiến bản thân ảnh hưởng nhiều trong thời gian này. Tháng 10, tử vi dự báo sự nghiệp nữ mệnh chủ tuổi Đinh Sửu thời gian này sẽ ngày càng tăng lên. Đối với những người làm công ăn lương thì sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến tăng lương. Đây cũng là lúc bạn có hiệu quả công việc khá cao. Điều này đáp ứng cho chúng ta có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và nhận lấy nhiều cơ hội. Tháng 11, tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, năm 2022 nữ mạng dự báo, thời gian vận số của bạn trở nên tốt đẹp, bạn không gặp phải vận rủi, tài lộc ngày càng thăng tiến, cuộc sống cuối năm của cô gái tuổi Sửu viên mãn và hạnh phúc. Tháng 12, tài vận trong tháng cuối năm của nữ mệnh Đinh Sửu tăng lên nhanh chóng và thời điểm cuối năm, các bạn sẽ bận rộn hơn đối với công việc và cuộc sống. Người phụ nữ đã có gia đình sẽ phải lo lắng nhiều hơn cho hai bên nội ngoại. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để bạn ngồi lại, quây quần bên các thành viên trong gia đình để nâng cao tình cảm. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Đinh Sửu 1997 trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Chắc hẳn là quý vị và các bạn đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong đời sống hàng ngày để mình có thể may mắn và thành công hơn, nhanh chóng, đổi đời, đổi vận quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.